Sơn nhá, giá thì chúng tôi đã báo chi tiết trong video rồi. Nên là anh em nào muốn xem giá chiếc máy nào thì các bạn có thể xem video một cách kỹ hơn. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi Điện Máy Bình Sơn vừa dọn rửa xong 3 con máy bơm nước Honda. Các bạn có thể thấy được 3 chiếc máy này là hàng Nhật bãi đã có sử dụng, và chúng tôi quay lên cho bạn xem tình trạng của máy. Chiếc ngoài cùng ngay bên sát tôi đây là Honda GX110 các bạn nhá. Chiếc này thì tất cả các thứ còn nguyên zin luôn, nhưng mà nhìn hình thức của nó không được đẹp cho lắm. Chiếc này thì sản xuất tại nhà máy Honda Moto Made in Japan luôn. Bộ sên của nó là bộ sên của Cosin nhá. Đây các bạn đến gần. Chiếc này là Honda 110 thì công suất của nó là 3.5 HP nhá. Xin mời các bạn nhìn sát vào máy hơn để các bạn có thể thấy được tình trạng máy như nào. Khô ráo nhá, không bị ướt, không bị da dầu, da nhớt gì cả. Đây các bạn thấy sên này, Cosin này, SEH này, 50X nhá. Con này thì hai họng hút và xả này là 2 inch, tương đương với 50mm. Lưu lượng nước của nó là 560 lít. Và cột áp của con này là 26m nhá. Chiếc này thì sản xuất tại Nhật này, Made in Japan đây nhá. Các bạn có thể thấy được đây, Made in Japan này. Rồi trên ốp giật này, đây nhá, Made in Japan này. GX110 thì 3.5 HP nhá. Cái phần cái GX110 và GX120 thì khác nhau một chút về phần chụp giật, và nó khác nhau một chút nữa là về phần piston. Chiếc này thì vẫn xài chế zin luôn, chế Nhật luôn, chế Kenshi này vẫn nguyên nhá các bạn nhá. Chiếc này thì giá 2.800.000. Anh em nào quất thì có thể liên hệ nhá. Do dòng Honda giờ đắt hơn nên là các bạn lưu ý nhá. Con này là 2.800.000. Rồi ok, tiếp sang chiếc này đi. Chiếc này là Honda 4.0 GX120 này. Chiếc này thì sáng sủa đẹp đẽ luôn. Anh em nhìn này, chế Kenshi này. Đây, chúng tôi chỉ là dọn vệ sinh qua và kiểm tra tình trạng nổ thôi, chứ không có đánh hay là mài hay là can thiệp sâu về phần ngoại hình nhá các bạn nhá. Con này thì 600 lít, cột áp là 23m. Cột áp con này thì thấp hơn con này, con này cột áp 26m nhưng mà nó chỉ được 560 lít thôi. Con này được tận 600 lít liền. Đây, Honda này. Con này thì giá của nó là đây Made in Japan nhá các bạn nhá, nhìn này. Con này giá là 3.2 triệu. Tiếp. Ok. Chiếc này đây. Chiếc này thì quá đẹp luôn. Honda GX120 4.0 HP. Con này thì nắp bình xăng inox luôn, vẫn mới. Bình xăng zin nhá, không có bị thối, hoặc bị keo sét nhá. Chiếc này đẹp luôn, nắp xúc pháp này, lốc nước mới tinh luôn. Anh em nhìn này. Kenshi này. Đó, 3.6 triệu. Made in Japan này. Đây này, sên bơm còn sáng nhá. Cosin này, Made in Japan này. Đấy. Con này cột áp cũng 30m, con này cột áp 30m, 600 lít trên phút, 158 GA trên phút này. 50mm tương đương với 2 inch là họng hút xả này. Sên bơm Cosin nhá, zin luôn 100%. Chiếc này 3.6 triệu. Rồi anh em có thể thấy được một loạt 3 chiếc máy này, chúng tôi đã báo chi tiết giá cũng như là quay về tình trạng máy để các bạn có thể thấy rõ hơn. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn nhá. Giá thì chúng tôi đã báo chi tiết trong video rồi. Nên là anh em nào muốn xem giá chiếc máy nào thì các bạn có thể xem video một cách kỹ hơn. Thứ nhất là xem tình trạng máy, thứ hai là xem giá để các bạn có thể chốt. Những cái giá đấy là giá mà chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Nếu mà các bạn vận chuyển thì tùy từng nơi cái phí vận chuyển khác nhau. Nhưng như chúng tôi làm việc nguyên đơn vị Viettel thì họ sẽ tính đâu đó trên khoảng tầm 100 cho đến 150.000 thì tùy theo địa điểm của các bạn. Còn nếu mà các bạn ví dụ muốn gửi xe thì cước phí rẻ hơn. Như ở loanh quanh ở trong miền Bắc hoặc là miền Trung từ Nghệ An hất ra thì giá loanh quanh cước nó chỉ tầm 50 thôi. Còn nếu mà các bạn gửi Viettel theo kiểu ship code ấy, thì giá cước nó sẽ khá là cao. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau nhá. 3 chiếc máy bơm chốt lại nhá. Một chiếc là 3.5 này, chiếc này 4.0, chiếc này 4.0, chiếc này đắt nhất nhá. Chiếc này là 3.600.000. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.